làm dữ lắm nha. Nhìn xem là biết là bạn là người siêng làm, hoặc là bạn là người có rất nhiều việc một ngày bạn làm từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ vẫn còn việc để làm, việc rất là nhiều nhá. Làm không à, quần quật làm mà vất vả vậy. Nếu mà bạn làm áo dài thì nghề này đã lâu lắm rồi đúng không? Mình thấy ở đây bạn dùng sim này là sim lôi phong hằng, quẻ gốc của nó là lôi phong hằng, có nghĩa là bền chặt như đạo nghĩa vợ chồng, bền chặt như đạo nghĩa vợ chồng. Điều này cũng có nghĩa là nếu bạn mà quen ai hoặc là yêu ai hoặc là lấy chồng rồi á, thì đối với bạn là cái chuyện tình cảm nó rất là quan trọng, và chỉ với một người đó thôi, và bạn mong muốn là đi đến hết cuộc đời. Có dù có như thế nào nữa thì với bạn gia đình đầu tiên là gia đình duy nhất, hoặc là người bạn yêu á, bạn ít thay đổi lắm. Bạn mà dùng cái gì rồi ha, là bạn dùng gần như cả đời, đến khi mà bạn bỏ bạn rất là tiếc. Không phải vì bạn không có tiền, mà là bạn là người rất là chung thủy. Điều đó cũng có nghĩa là cái gu thời trang của bạn từ xưa đến giờ bạn cũng rất là không thay đổi, dùng một gu thôi. Tính tình của bạn rất dễ nhận biết, tức là bạn chỉ có đúng một phong cách thôi, và bạn siêng làm, rất là siêng làm, nói cái là bắt tay vào làm liền, làm được chưa ạ? Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là cái quả nó rơi vào, cái mà bạn nhận được nó rơi vào lôi sơn tiểu quá. Lôi sơn tiểu quá có nghĩa là bạn càng làm á, bạn giúp người ta, bạn làm nhiều mà bạn còn bị ăn chửi nè, bạn còn bị người khác trách nè, rồi bạn còn bị chê này chê kia nữa. Có rất là nhiều việc khiến cho bạn rất là buồn, rất là buồn, và cảm thấy mình bị uất ức ở bên trong á, uất ức ở bên trong. Tại lôi sơn tiểu quá là toàn ba cái chuyện nhỏ nhặt không à, bị toàn tay bay vả gió những cái chuyện nhỏ nhặt, rồi bị trách móc từ những cái chuyện rất nhỏ nhặt, mà những cái chuyện đó giống như kiểu là không làm thì không bị ăn chửi, mà bạn làm nhiều thì bạn lại bị ăn chửi á, không có được lời cảm ơn. Mà sau khi bạn làm, bạn giúp người ta xong á, người ta còn trách móc bạn nữa. Được á thì người ta hưởng, còn không được á thì người ta quay qua người ta trách, ta nói bạn thế này thế kia. Và ở giữa là trạch thiên quải. Mặc dù bạn là người rất là chung thủy, bạn chơi với ai nha là bạn chơi bền chặt 10 năm 20 năm như một. Bạn mà đã lấy chồng rồi thì gia đình là số 1. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn chấp nhận gia đình đó và vun vén vào. Đối với những người mà bạn đã làm khách hàng của họ mà bạn thấy thích họ, thì bạn sẽ giống như là bạn sẽ mua hàng của họ trọn đời vậy đó. Và chẳng hạn như với chiếc xe máy mà bạn đi, bây giờ có thể là 10 năm nó cũ xì rồi bạn vẫn muốn đi nó, nhưng bạn là người cực kỳ dứt khoát luôn nha. Một khi mà đã có vấn đề rồi thì bạn một đi không bao giờ trở lại. Tức là chơi với bạn phải chơi cho thật là đàng hoàng, chơi thật là tình nghĩa, tại vì bạn sống như vậy. Mà một khi bạn đã biết ở sau lưng bạn làm chuyện ABC gì đó, hoặc là nói bạn thế này thế kia, hoặc là bạn giúp xong rồi còn quay lại thế này thế kia, thì bạn không bao giờ, một lần là mãi mãi luôn. Bạn chốt một một rất tốt nè, bạn có khả năng chốt đơn hàng rất tốt, nghĩa là những người khách hàng đến với bạn, 10 người đến, 8, 9 người đặt hàng của bạn hoặc là mua đồ của bạn rồi. Bạn cũng là người rất thích giao lưu nha, nói chuyện dễ thương, giao lưu, cũng thích chị em, bạn bè này kia, 3-4 người cũng trà chanh chém gió, cũng trà sữa, cũng ra ngoài ăn uống, cũng tụ tập rất là vui vẻ, nói chuyện rất là khéo. Nhưng mà thường ở trong nhóm bạn là người lãnh đạo đấy nha, nhìn bạn như vậy thôi, nhưng mà bạn rất là cứng nha, tính tình của bạn rất là cứng. Bạn giống như kiểu là người đàn ông nằm trong thân xác phụ nữ vậy đó. Ok, việc này để tôi. Lúc nào bạn cũng là người giống như kiểu là lãnh đạo thay cho mọi người, và công việc là bạn luôn luôn đi đầu, và bạn là người rất kiên quyết nha. Một khi bạn đã quyết làm rồi thì đừng bao giờ nói gì với bạn nữa, trừ khi là việc đó làm xong rồi, hoặc là có điều gì đó xảy ra và bạn thấy nó không ổn. Còn không là bạn đã quyết tâm bạn làm là đừng ai thay đổi bạn. Bạn là người cực kỳ khó thay đổi luôn, cực kỳ ai có thể lay chuyển được tâm ý của bạn luôn á. Bạn bị thiếu là bạn bị thiếu lên kế hoạch, bạn bị thiếu mất định hướng, cơ hội cũng đến với bạn không có nhiều. Và đôi lúc á, là do bạn mệt mỏi quá, nhiều việc quá, cho nên là cái lời hứa của bạn á, hoặc là cái về phần trách nhiệm mà bạn nhận lãnh á, bạn làm không có xong. Cho nên bớt lại nhá, bớt lại. Tức là bạn chỉ biết làm thôi, nhưng mà kế hoạch một ngày phải làm gì, tuần phải làm gì, tháng này phải như thế nào thì không có. Xong rồi đến lúc mà bạn làm xong rồi bị người ta chơi xấu, rồi bị nó có trục trặc không đúng như bạn mong muốn, xong rồi người khác quay lại chửi bới bạn, nói bạn thế này thế kia, không thông cảm cho bạn, người nhà cũng không hiểu cho bạn, thì bạn giống như kiểu bị mất phương hướng vậy, giống như kiểu bị mông lung á, không biết làm sao, bị bên trong á, nội tâm nó mâu thuẫn, và bạn cảm thấy là bạn bị chới với luôn á.